Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn khu vực biên giới biển và các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh là thân nhân của sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những hy sinh đóng góp to lớn của các liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Cũng trong dịp này, hòa chung với công tác đền ơn đáp nghĩa của cả nước, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đã tổ chức nhiều hoạt động như khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và thăm hỏi tặng quà các thương bệnh binh, gia đình chính sách, viếng, quét dọn nghĩa trang, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.